chào bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ với bạn món mới nha. Món đây là chưa, mình không gà nó món mới của chú Bún Kim nha. Món là cà bung các bạn. Thì trong đây nó gồm có cà chua với cà tím nè, thịt mình chắc nó không biết vừa ăn nha các bạn. Thì mình cho nước dùng nêm nếm đường mắm ruột ngọt với muối nha các bạn. Mỗi cái thì mình nó là 1:3 á, bữa mình có nói với bạn mấy cái trước á, là 1 muỗng nước mắm, 3 muỗng nước, 1 muỗng đường, nửa muỗng bột ngọt với nửa muỗng muối các bạn. Món cà bông này mình sẽ ăn chung với cái rau này các bạn, rau chấm nè. Đây mình có củ rau sống, rau thơm, nước cá nha. Mình có salad, nó salad mình rửa rồi mình bỏ lên kia nha các bạn. Đây mình có ăn kèm, hôm qua là mình làm món gà gam gừng các bạn, món gà gam gừng ăn cũng ngon, nó ấm bụng, nó tốt cho mùa lạnh nha các bạn. Thì các bạn nào chưa coi clip gà gam gừng của mình thì qua cái kênh của Nhanh Bến Tre nha, hôm qua mình có chia sẻ một cái clip rồi á, các bạn cứ qua kênh đó thì coi mình chia sẻ cái món gà gam gừng này như thế nào, các bạn cứ làm theo và cho gia đình ăn nha. À, cái món cà bung hôm nay mình làm là cô mình làm các bạn, chứ mình không có làm nha, nên mình không có quay clip, mình làm trực tiếp nha các bạn. Rất hấp dẫn, rất ngon các bạn. Món này ăn với bún mà rất là hợp lý luôn các bạn. Mình không có bún thì mà dịch này mình khó đi mua bún thì mình ăn cơm cũng được. Ăn ok đó. Sau hồi lâu rồi mình cũng có, cô mình cũng đã nấu xong mâm cơm các bạn. Thì clip hôm nay mình chia sẻ ngắn với bạn thôi. Gồm có mình cơm nay có 2 món, món gà gam gừng. Cái này kêu món cà bông nấu với thịt nữa các bạn, có cà bông, cà chua. Thì mình nêm xong rồi để lá tí tô, rồi nó lá tí tô làm nêm các bạn. Nó cũng rất ngon, nước này gà ngon lắm. Rồi thôi bây giờ xin kết thúc clip tại đây nha. Bạn xem clip mình cũng có 200 lượt like và share, đừng quên đăng ký kênh mình nha. Bây giờ xin bye bye, hẹn gặp lại.